Hải Sơn xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Thiên Hà Audio. Sau đây Hải Sơn xin giới thiệu đến cho tất cả quý vị chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng mới nhất đến từ thương hiệu DVLED. Quý vị sẽ được giảm giá 15% dành cho loa và 20% dành cho dòng tai nghe DVLED Gear Mini 2 đời mới, với điều kiện quý vị đang sử dụng loa và các sản phẩm của thương hiệu DVLED. Cụ thể là quý vị cần có những model sau đây. Một là quý vị đang sở hữu những cái dòng sản phẩm Phantom 1 mà phiên bản sơn bóng như thế này này, hoặc là chính là dòng sản phẩm Phantom Gold, Phantom Gold Opera de Paris, Phantom Classic, Phantom Silver chẳng hạn, thì quý vị khi muốn mua thêm một chiếc loa nữa thì sẽ được giảm giá 15%. Hai là quý vị đang sở hữu các dòng sản phẩm như là DVLED Rector 600 này, 900 này, hay là cái dòng tất cả cái dòng sản phẩm Phantom 2. Đấy, quý vị cần có những cái model, một trong những cái model sau. Và khi quý vị đang sở hữu loa DVLED Mania 2 mà quý vị muốn mua những cái sản phẩm mới của thương hiệu DVLED thì cũng được giảm giá 15%. Tiếp tục, hoặc là quý vị đang sở hữu mẫu tai nghe Gear Mini 1 mà quý vị muốn đổi lên Gear Mini 2, hoặc quý vị muốn mua thêm loa Phantom DVLED Phantom 1 chẳng hạn thì cũng được giảm giá 15%. Còn nếu mua tai nghe Gear Mini 2 thì sẽ được giảm giá là 20%. Hoặc là quý vị đang sở hữu chiếc âm ly Expert, âm ly tích hợp chạy mạch Class D của hãng, hoặc là quý vị đang sở hữu những cái phụ kiện khác như Dialog chẳng hạn, thì khi quý vị sở hữu những sản phẩm đó thì quý vị một là có thể tự lên trang web để đăng ký để nhận được một cái coupon giảm giá. Cách dễ nhất là quý vị mang loa đến Thiên Hà Audio. Hai, cách dễ hơn là quý vị có thể dùng điện thoại để chụp hình sản phẩm, và nhất là cần chụp rõ cái phần mặt sau, số serial number của sản phẩm, và mang những cái ảnh đó đến Thiên Hà Audio để Thiên Hà Audio sẽ làm những cái bước thủ tục ở trên website để có thể giảm giá được cho quý khách hàng là từ 15% dành cho loa và 20% dành cho tai nghe. Còn với những quý khách hàng mà chưa sở hữu bất cứ một sản phẩm nào của thương hiệu DVLED, nay muốn mua một trong những cái loa ở sau đây thì đều có thể có mức giá tốt nhất khi quý vị liên hệ tới số hotline của Thiên Hà Audio. Chi tiết về chương trình khuyến mại giảm giá thì quý vị cứ lên website của Thiên Hà Audio, gọi điện đến số hotline để có thể có thông tin chi tiết. Và xin mời quý vị hãy qua tận nơi showroom của Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198 phố Thái Hà. Xin chào và hẹn gặp lại.